Châu Nhuận Phát tuyên bố không hối hận khi bà xã không thể sinh con. Kết hôn 35 năm nhưng không có con, nhưng Châu Nhuận Phát vẫn luôn yêu thương vợ như ngày nào. Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên kết hôn vào năm 1986 tại Mỹ. Sau 35 năm, dù không có con cái nhưng cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vẫn hạnh phúc và khiến biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, ghen tị, cũng như tiếc nuối vì không có ai kế thừa bề ngoài và tài năng đỉnh của Chop từ nam diễn viên. Sau khi kết hôn, Trần Oải Liên mang thai con đầu lòng trong niềm hạnh phúc của cả hai. Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn khi trước ngày đứa bé chào đời khoảng một tuần thì đứa bé đột ngột chết ngạt do quấn dây rốn. Ban đầu, bác sĩ khuyên phẫu thuật lấy em bé ra, nhưng Trần Oải Liên vẫn kiên quyết trải qua quá trình sinh nở bình thường. Sau khi đứa trẻ chào đời, Trần Oải Liên phải tận mắt nhìn con rời xa vòng tay của mình. Điều này khiến cho bà xã Châu Nhuận Phát rất sốc và sống trong những ngày tháng đầy nước mắt. Với nỗi đau này, Trần Oải Liên luôn sống trong bóng tối, tự dằn vặt bản thân. Dẫu khao khát được làm cha trong Châu Nhuận Phát rất lớn, nhưng là một người thương vợ, Châu Nhuận Phát đã không đặt nặng vào việc con cái, mà chỉ mong muốn vợ khỏe mạnh. Không những thế, Châu Nhuận Phát còn thừa nhận, tôi sẽ chết nếu không có cô ấy bên cạnh. Không có cô ấy, tôi không muốn làm gì cả. Tôi giống như một đứa trẻ. Cô ấy phải chăm sóc tôi không thể mua quần áo và đồ trang điểm. Chính sự chu đáo của nam minh tinh đã khiến vợ xúc động nói, anh ấy là người đàn ông tốt nhất thế giới, và tôi hy vọng kiếp sau sẽ có cơ hội được làm vợ của anh ấy một lần nữa. Trước câu hỏi, anh có hối hận vì không sinh con không? Châu Nhuận Phát lạc quan vui vẻ cho biết, Chúa đã ban cho tôi một người vợ tuyệt vời nhất, tôi không thể tham lam được nữa. Cũng chính câu nói này của Châu Nhuận Phát khiến bà xã Trần Oải Liên xúc động bật khóc. Tôi muốn cho anh ấy những điều tốt đẹp nhất. Sự dằn vặt xúc động của bà xã, Châu Nhuận Phát cũng không quên an ủi cô. Trong cuộc sống luôn có những điều hối tiếc, chúng ta không thể có được tất cả mọi thứ, miễn là chúng ta bằng lòng với hiện trạng và khám phá những lợi thế của mình nhiều hơn. Không những thế, Châu Nhuận Phát còn cho biết thêm có con hay không là ý trời, dù giàu cỡ nào cũng không thể đạt được ước nguyện. Ngay cả người giàu nhất cũng nhiều lần mất con, điều này nằm ngoài khả năng kiểm soát của mỗi người. Chưa có con thì sẽ được an nhàn thoải mái, bớt phiền phức và áp lực hơn, có thể đi đâu tùy thích. Nếu bạn cứ nghĩ mãi không cảm nhận được niềm vui của gia đình thì thật đáng tiếc, bạn đang tự hành hạ bản thân. Còn cái gì không thay đổi được thì chỉ có thể thay đổi tâm lý. Tình huống nào cũng có tốt có xấu, cũng giống như ly hôn, đa số đều cho là không tốt. Rõ ràng phụ nữ sau khi ly hôn đã trở nên xinh đẹp hơn. Ly hôn là một mất mát nhưng cũng là một lợi ích. Hơn nữa, nhiều khi bạn nhận được điều đó nhưng bạn có thể không thích. Có rất nhiều cha mẹ và con cái của họ có mối quan hệ không tốt. Nếu bạn không học cách trở thành một người cha mẹ tốt, bạn có thể là nguồn gốc của rắc rối nếu bạn được sinh ra. Nhưng con người luôn thích cố chấp, người khác có thì mình muốn, không có thì mình kém cỏi. Đây chỉ là chuyện hoang đường, Châu Nhuận Phát cho biết thêm. Với cuộc sống hôn nhân 35 năm không con cái, vào năm 2018, Châu Nhuận Phát gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ quyên góp khối tài sản ước tính hơn 714 triệu đô, khoảng 17.000 tỷ đồng mà ông đã tích góp trong gần 40 năm hoạt động nghệ thuật cho quỹ từ thiện. Chia sẻ với báo giới, Châu Nhuận Phát cho biết vợ chồng ông đã thống nhất và lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu. Nghĩa cử cao đẹp của ông được nhiều người ngưỡng mộ và ca ngợi.